một địa điểm ăn uống mới toanh, bò mâm garden, bò ngon Tây Ninh. Đến Tây Ninh, nhất định phải ăn bò. Thêm một địa điểm bán bò cực ngon tại Tây Ninh. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với Bò Mâm Garden. Xuất phát từ Vincom Tây Ninh trên đường 30 tháng 4 và đi thẳng về hướng vòng xoay trung tâm thành phố. Sau đó, gặp vòng xoay, chúng ta sẽ rẽ phải và đi về hướng cầu Quan. Nếu du khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh theo hướng quốc lộ 22B, khi đến vòng xoay trung tâm thành phố, quý du khách hãy nhớ rẽ trái và đi về hướng cầu Quan để tiếp tục con đường đến với Bò Mâm Garden Tây Ninh nha. Với hướng dẫn chi tiết này, hy vọng quý du khách sẽ đến với Bò Mâm Garden một cách dễ dàng nhất. Bây giờ chúng ta gặp vòng xoay Thắng Lợi và bo theo vòng xoay này, sau đó rẽ phải vào cầu Quan và tiếp tục đi thẳng. Quý du khách đang đi trên con đường cách mạng tháng 8 nói dài từ cầu Quan dẫn đến huyện Châu Thành của tỉnh Tây Ninh. Và con đường này còn có một tên gọi khác từ thuở xa xưa, đó chính là phố Gia Long. Đường dẫn vào Bò Mâm Garden Tây Ninh là những con đường lớn ở trung tâm thành phố và rất thuận tiện, dễ đi và đặc biệt là có đường cho xe ô tô vào quý vị nha. Quán sẽ mở bán từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối để phục vụ quý du khách gần xa. Shop opening của Bò Mâm Garden Tây Ninh sẽ mở từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 và sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Nếu có dịp du lịch Tây Ninh, quý du khách hãy nhớ ghé Bò Mâm Garden Tây Ninh để thưởng thức rất nhiều món ngon được chế biến từ bò. Ý, đến đường nhựa vô quán rồi nè. Từ xa xa thấy cái bảng hiệu màu vàng là biết bò mâm rồi đó. Bây giờ hãy rẽ phải vào và tiếp tục đi thẳng một đoạn đường rất ngắn nữa thôi. Quý khách sẽ đến được với Bò Mâm Garden Tây Ninh. Một không gian rất tuyệt vời, rất độc đáo và đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được ở Tây Ninh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với Bò Mâm Garden Tây Ninh. Đến bò mâm, hãy chuẩn bị một chiếc bụng đói, một chiếc điện thoại với đầy pin để chụp ảnh check-in những chiếc ảnh thật xịn sò tại không gian của Bò Mâm Garden Tây Ninh.